À, bức ảnh này là lúc nào? Sao lại bị bẩn rồi? Người bên cạnh là sao lại không có ấn tượng? 3 năm trước là lúc sắp tốt nghiệp sao? Có người ấn chuông cửa. Chào ngài, là Tần Hộ tiên sinh đúng không? Vâng, anh là Tần tiên sinh. Tôi tên là Trần Nhất. Là như thế này, có phải lúc trước ngài nhặt được một con mèo lại đi lạc ở đường X đúng không? Chúng tôi đã tìm được rất lâu rồi, mới tìm thấy ngài ở đây. Có thể tìm được thật tốt quá. Lẽ nào người này là chủ nhân trước của Nặc Nặc? Đi lạc, sao lại như vậy? Không phải Nặc Nặc là con mèo bị chủ bỏ rơi sao? Này, đây có phải là con mèo này mày nuôi không? Con súc vật nhỏ này lại dám cào tao, nhớ rõ chưa? Đứa con quan như ngươi, cái gì cũng không xứng đáng có được. Tao không có được, mày cũng đừng hòng có được. Còn dám tranh với tao, mày lên xuống địa ngục với bà mẹ điên của mày đi. Chỉ là một con mèo mà thôi, cậu ấy cũng không có ý khóc lóc gì chứ. Mua cho mày một con giống hệt không phải là được rồi sao? Thằng Câm không biết nói chuyện, có chút chuyện giặt giảnh mà cũng khóc mãi không. Thôi, giống hệt mẹ mày, đồ phế vật. Gì vậy? Anh ta muốn đưa Nặc Nặc rời khỏi mình sao? Chuyện đó, Tần tiên sinh. Kỳ lạ, rõ ràng là loài người bình thường. Sao lại cảm thấy trên cơ thể mang theo một cổ áp lực khiến người ta cảm thấy sợ hãi? Từ sau khi yêu thần đại nhân bế quan thì có hơi thở nguy hiểm, cảm nhận được từ sâu trong bản năng, tự nhiên nó không xuất hiện mấy trăm năm rồi. Trần tiên sinh vào trong nói đi. Ý anh vừa nói là anh là chủ nhân của Nặc Nặc, có thể coi như vậy. Có thể coi như vậy, thật ra ông chủ của tôi là chủ nhân nhỏ của nó. Từ sau khi nó đi lạc, ông chủ lo lắng đến mất ngủ cả đêm, vẫn luôn tìm kiếm nó. Sao có thể chứng minh là anh lời anh nói là thật chứ? Tôi có rất nhiều ảnh hồi nhỏ của nó. Ngài xem rồi sẽ hiểu thôi. Đây là Nặc Nặc lúc nhỏ dễ thương quá. Nhưng mà cái bình sữa này sao lại quen mắt như vậy chứ? Hy vọng Tổng tiên sinh có thể trả nó về. Chúng tôi sẽ cho nó cuộc sống và sự chăm sóc tốt nhất. Nhưng mà xem ra anh ta nói thật. Nặc Nặc không phải là bị chủ nhân bỏ rơi, là do đi lạc. Mình tưởng rằng mình nhặt được nó, nuôi dưỡng nó, cho nó một mái nhà, sau đó sẽ luôn sống cùng nhau ở bên nhau. Thì ra đều là tham vọng của mình. Thích cái tên này không? Meo. Thật ra, Nặc Nặc có nhà của riêng mình, có chủ nhân chân chính của mình. Nó không thuộc về mình.
nhưng mình thật sự không nỡ trả nặt nặt về. Cậu ấy sao vậy? Mình thật sự là một tên trộm lợi dụng. Sao tự nhiên lại khóc rồi? Mèo, sao lại khóc rồi? Bị ai bắt nạt hả? À, nặt nặt. Mình mù rồi sao? Thiếu gia lại để loài người chạm vào cậu ấy. Tư thế còn thân mật như vậy. Trần Nhất, tại sao anh ta lại ở đây? Chắc chắn là tung tích của mình bị lộ. Anh trai cử anh ta đến. Chính sự quan trọng. Để cảm ơn sự chăm sóc của Tần tiên sinh trong thời gian qua, chúng tôi sẽ đền đáp bằng số tiền lớn. Đứng dậy. Ồ. Anh ăn nói cẩn thận cho tôi. Chuyện đó tôi còn có chuyện gấp. Bằng tiên sinh suy nghĩ cẩn thận, đây là phương thức liên lạc của tôi. Vậy xin tạm biệt trước, không cần tiền đâu. Xin cáo từ trước, không cần tiền. Hẹn gặp lại. Mình chỉ có ý tốt, muốn đưa anh ta đi thôi mà. Tại sao lại ra đi một cách dịu dàng như vậy chứ? Mình luôn cảm thấy thái độ của người đó có chút kỳ lạ. Chi tiết liên hệ, độ 1. Nếu anh ta cương quyết muốn đưa Nono đi, mình không thể ngăn cản. Bây giờ vì nền tảng livestream trực tiếp mà mình không thể cho Nono một cuộc sống vẹn toàn nhất. Nono có lẽ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn khi ở bên cạnh chủ nhân cũ của mình. Trở tới trở lui, trời đất không thể ngủ. Hít vào. Đúng là không thể nào làm cho người khác bớt lo lắng. Thiếu gia, ra ngoài đợi ta rồi nói chuyện. Trần Nhất, ngài có thể biến hình trở về, chỉ có thể duy trì tạm thời trong một thời gian. Chủ nhân, ngài đừng làm tôi khó xử, ngài phải trở về. Không thể, vẫn còn nhiều điều ta chưa thể hoàn thành, không thể cứ như thế này mà rời đi. Điều quan trọng hơn, sức khỏe và thể chất của ngài bây giờ. Nếu không có hủy được, ngay cả sức mạnh duy trì hình dáng con người trong thời gian dài cũng không có. Việc ngài ở đây chỉ làm tình trạng thiếu sức sống trở nên trầm trọng hơn. Ngài phải nhanh chóng quay về điều trị.
Điều kiện của nhà ông đã thỏa thuận xong rồi, chỉ cần ngài và ông thiếu gia mỗi người một ngả, ta không muốn cũng không quan tâm. Thiếu gia, ta đã tìm ra cách để kiềm chế, miễn là ta vẫn ở bên cạnh em ấy, không cần đối phó với ông gia. Phương pháp kiềm chế ai? Có thể là anh ấy. Không có gì quá ngạc nhiên khi thấy anh ta có vẻ khác biệt so với những người bình thường trước đây. Chỉ là một cậu trai đơn thuần, sao có thể lấy đi quỷ dược của thiếu gia? Gần nhất, nếu anh trai ta biết về điều này, ta sẽ đưa cậu đến Châu Phi để khai thác kim cương. Ngài ép vợ mình phải bỏ nhà ra đi, đại thiếu gia chắc chắn sẽ tính sổ quyết liệt với ngài. Ngài nên lo lắng về bản thân mình trước. Ngươi nói gì? Chà, không, không có gì. Hiện tại ngài đã tìm thấy quỷ đan. Đại thiếu gia, sớm muộn gì cũng biết. Tôi e rằng người này sớm muộn gì cũng chết. Tại sao lại đi khiêu khích con quỷ này? Tôi sẽ giữ chặt miệng của mình mà. Thức thời đấy. Còn một việc nữa, thiếu gia dặn dò mua cái này cho ta. Nền tảng live stream trực tiếp 2333, theo như tôi biết đây là sản phẩm phụ trực thuộc một công ty khổng lồ, dòng chảy bán ra rất cao, e rằng sẽ không dễ dàng để ép giá đó. Sau đó sẽ mua toàn bộ công ty, tôi cần có quyền ra quyết định trong đó, dùng tiền của anh. Vậy thu mua hết cả cái công ty luôn đi. Tôi muốn có quyền được quyết định ở trong đó. Dùng số tiền của anh thôi. Cái này thế nào? Anh có ý kiến khác? Không không, tôi lập tức đi ngay. Nhất Hỏa Thanh Vũ, xin chào, xin lỗi đã làm phiền, có một số chuyện liên quan đến app, có thể gặp mặt nói chuyện không? Linh lực hấp thụ lần trước khi đánh nhau dạy bảo, bọn cặn bã đã bị trúng hết rồi. Không có yên đan để duy trì, cơ thể này chỉ như một quả kinh khí cầu bị thủng lỗ, không cách làm để dự trữ linh lực trong thời gian dài. Muốn ở hình dạng người trong thời gian dài thật sự là tiêu hao quá nhiều linh lực. Ngày thường chỉ với một chút hấp thụ linh lực qua đụng chạm căn bản như muối bỏ biển. Chẳng qua Yên Đan sẽ không bài xích người chủ cũ. Xem ra phải nghĩ cách rồi. Vào đi. Giám sát giả đại nhân. Có chuyện gì?
trước ngài đã dặn dò phải để ý đến áp 233. Hai tiếng trước tất cả xí nghiệp thuộc áp đã bị một người nạc danh thu mua cả rồi. Thu mua, đối phương không màng đến tổn hại vẫn muốn thu mua với giá cao mà lại chưa có thêm một bước động thái nào. Hôm nay chỉ tuyên bố về một thông tin thông báo quy tắc. Đó là về vụ việc gần đây đã xử phạt một gamer trên nền tảng của họ. Mô tả vi phạm trong lúc làm việc cho hệ thống có trục trặc kèm theo báo cáo ác ý. App đã có quyết định nhầm lẫn về việc không tuân theo quy định trong lúc làm việc của gamer Nhất Khỏa Thanh Hữu Vũ. Hiện nay đã điều tra rõ, gamer Nhất Khỏa Thanh Vũ không có bất kỳ hành vi vi phạm đạo luật nào. Ngay tại đây, app xin gửi lời xin lỗi đến gamer trên và các người chịu ảnh hưởng. Hiện đã khôi phục lại quyền được livestream cho gamer Nhất Khỏa Thanh Vũ. Ngoài ra, về việc cân nhắc là hoạt động Tân Dương livestream, app sẽ hủy bỏ giai đoạn bầu cử online mà thay vào đó là một phát động bầu cử offline có sự góp mặt của các streamer. Những người hâm mộ may mắn khi bốc thăm trúng thưởng sẽ được tặng vé vào cổng miễn phí. Đối với những bạn không thể đến được thì có thể xem qua buổi streamer live stream vào ngày hôm đó. Thời gian, ngày, tháng. Địa điểm số 2, 3, 3, 3. Đã tra ra được ai làm chưa? Đối phương không thể nhận ra rằng chúng ta sẽ chúng ta giàu dễ như trở bàn tay. Đã tra ra được rồi. Là anh ta, thật trùng hợp. Người này xuất thân từ yêu tộc, giai cấp quý tộc, thân phận không hề tầm thường. Anh ruột của người này là Trần Tử Ngôn. Trần Tử Ngôn. Cái người vừa ngạo mạn là vừa quá đáng đó. Hắn ta là một trong số người bảo vệ yêu thần điện hạ của yêu tộc. Năm đó làm rung trời chuyển đất, là thuộc hạ có sức chiến đấu mạnh nhất của yêu thần điện hạ. Đã từng một chọi ngàn trong chiến tranh, không ai có thể quên đi cảm giác sợ hãi khi bị hắn ta khống chế. Địa ngục sái thần Trần Tử Ngôn. Cho dù sau này người bảo vệ của kế nhâm có sát lục kỹ khí, danh hiệu của Ngọc Tứ Quân đều khó mong cầu, những em trai của hắn đã từng đồng đại phải thuận theo khoáng định Thí Duyên Thạch. Làm bạn đời định mệnh của yêu thần. Nhân vật nguy hiểm như thế lại có thể lặng lẽ nhúng tay vào thế giới của loài người bình thường. Tôi nghĩ rằng cần phải đưa lên cho thẩm phán đại nhân. Không cần làm to lên. Đại nhân lần trước cũng như thế. Ngài làm như vậy có phải là quên đi trách nhiệm của người giám sát rồi? Bạch tiên sinh, chuyện này liên quan đến nhiệm vụ đặc thù của Bạch tiên sinh giao cho ta. Cần phải bảo mật. Nếu như tiết lộ tin tức, ngươi
sẽ không thấy được ánh mặt trời của ngày mai nữa. Hiểu rõ chưa? Thuộc hạ đã rõ rồi. Lần trước nhất định cũng vậy. Hắn ta liên tiếp xuất hiện trong cuộc sống của thần hộ và can dự vào những việc có liên quan đến thần hộ. Nhưng một con người bình thường, rốt cuộc có gì đặc biệt để hấp dẫn giai cấp quý tộc của yêu tộc? Có thể ở trên người anh ta có thứ mình cần tìm. Xem ra phải tìm cơ hội mà thăm dò thôi. Tôi không quá muốn đi vì cha già. Đau quá. Anh làm gì? Có chút sưng, giúp tôi cậu bôi chút thuốc. Mát mát lạnh lạnh, hình như cũng không đau như thế nữa. Nhưng tùy thân đem theo loại thuốc này. Tiểu Diệp, sao? Lúc đó sao lại đi mất? Bỏ đi, đừng nói nữa. Lát nữa cùng tôi trở về, cậu đồng ý rồi. Cậu còn có mặt mũi nữa. Tôi nói ở trên là chỉ tôi là công. Kết quả cậu, cậu là đồ lừa đảo. Tôi đáp ứng cậu cái khỉ ấy. Hóa ra là thế. Nói sớm chứ, Tiểu Diệp. Lần sau đổi cho cậu được không? Cậu, cậu giả vờ vô tội cái gì? Còn muốn có lần sau? Bỏ đi, lười để ý cậu. Cùng tôi quay về. Cậu muốn gì, tôi đều có thể cho cậu. Thật không? Cần là thiếu gia đối với ai cũng hào phóng như thế. Chỉ hào phóng với cậu. Tôi còn có việc cần làm. Cậu mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Nhớ để thuốc mỡ thấm hết rồi hả, mặc quần còn nữa. Câm miệng. Thiếu gia. Còn nói không cần thiết giao dịch cái gì cũng dân gia. Cậu ấy nói là tìm được cách ức chế. Tùy nó đi. Nhưng thân thể của cậu ấy, tiểu tử đó mệnh còn cứng lắm. Mới đầu cũng là tự nguyện lấy yêu đan ra, không thì cũng sẽ không biến thành như thế. Đợi tôi dọn dẹp xong, sẽ tính toán với nó sao. Đừng đụng vào tôi. Thật đáng sợ. Lát nữa cậu đi tra xem Tiểu Dực ở đâu, mua chỗ đó. Chìa khóa dự phòng buổi trưa gửi đến cho tôi.
đừng để Tiểu Diệp nghe được bất cứ tin tức gì về Hổ Thánh. Bí mật chặn lại. Dân. Đi. Áp phát thông báo mới, mình có thể like rồi. Rặt cuộc sống tốt đẹp rồi. Mèo. Nhưng tại sao lại đột nhiên thế? À, đúng rồi. Tôi sẽ giúp cậu liên lạc với áp. Nhất định là Hạch Đào giúp đỡ. Alo, bưởi. Đào Đào. Lại là tên quỷ chết tiệt đó, âm hồn bất tán. Cảm ơn cậu, tôi được khôi phục quyền lai rồi. Lần này may mà có cậu, không thì tôi thật sự không biết phải làm sao. Có điều cậu làm thế nào vậy? Nhanh thế đã. Nói ra rất dài. Tóm lại, việc được giải quyết là tốt rồi. Nước được rồi, đợi tôi một chút. Đồ khốn, giành công lao của ta, đúng là không biết xấu hổ. Đại diện, sao điện thoại lại rơi? Nãy không để tử tế hả? Không, mới nãy nghe được bộp một tiếng. Nhìn chăm chú, hỏng rồi. Nặc nặc, đừng nghịch nữa. Chơi hỏng là không ổn đâu, ngoan. Thông cáo nói cuộc gặp mặt chủ lai ở Ít Thành, em trai của cậu. Tôi đã sớm không còn người nhà nữa rồi. Bọn họ không phải là người nhà của tôi. Bưởi, cậu bình tĩnh chút. Mèo. Chuyện cấm lai, tuy rằng được giải quyết rồi, nhưng số phiếu bị xóa rồi, bắt buộc phải đến tận nơi tham dự vòng tuyển chọn cuối. Hơn nữa cậu không phải hẹn với anh N rồi sao? Cũng không chắc sẽ gặp lại bọn họ. Có tôi đây, tôi cùng cậu đi. Một quả bưởi. Xin chào, cậu là anh N, xin lỗi đã làm phiền. Liên quan đến việc của áp, có thể gặp mặt nói chuyện không? Không được, tôi khá bận, không có thời gian. Phải giải thích cho fan của cậu thật tốt. Xin lỗi, là tôi quá kích động, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ. Một chút nói chuyện sau nhé, tôi hơi mệt. Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Một quả bưởi, xin chào, cậu là anh N, xin lỗi vì đã làm phiền liên quan đến việc của app. Từ lúc nhỏ tôi đã biết sự tồn tại của tôi vốn không được chào đón.
Cô nương trẻ trung xinh đẹp, cứ ngỡ gặp được người có thể nắm tay cả đời. Họ nhanh chóng rơi vào bể tình và kết hôn. Hiện thực tàn khốc, mọi thứ đều là giả dối. Mọi thứ chỉ là một trò lừa bịp đầy dối trá và lợi dụng. Người đàn ông có thanh mai trúc mã trong lòng, cùng cô gái một chỗ chỉ thèm khát tiền tài và quyền lực. Năm thứ hai, ông ngoại mất, chỗ dựa duy nhất của người con gái đó là ngã, của cải trong nhà đều bị chiếm hết. Hắn cũng lười làm bộ làm tịch. Người thứ ba trắng trợn chen chân vào, ngày ngày bạo lực và lăng mạ, cuối cùng khiến người con gái ngày trước được muôn vàn sủng ái điên rồi. Bảo bối có đau không? Dân, mẹ, đau quá, rốt cuộc là sao? Sao lại thế này? Xin lỗi đều là mẹ sai. Bảo bối đừng khóc, mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ không như thế nữa. Mẹ mang con rời khỏi đây, đến một nơi không có ai, như thế sẽ không ai có thể hại con nữa. Vĩnh viễn ở một chỗ với mẹ có được không? Mẹ, sao mẹ lại khóc? Con không đau nữa, mẹ đừng khóc. Con sẽ nghe lời. Chờ con lớn rồi sẽ không để người khác bắt nạt mẹ nữa. Xin lỗi, mẹ đợi không được. Xin lỗi, mẹ đợi không được. Lời mẹ nói nhiều nhất với tôi là xin lỗi. Tôi bị biến thành lưỡi dao của tổn thương của mẹ, là vật uy hiếp, là máy rút tiền, là có tin của mẹ với tên lừa đảo đó. Mẹ đi rồi, rời khỏi tôi. Tôi cho rằng lúc đó mẹ ghét tôi khóc quá ồn ào cho nên mới giữ chặt cổ không để tôi làm ồn. Sau đó nhiều năm tôi cũng không mở miệng nói chuyện. Nhưng mẹ cũng không quay lại nữa. Nơi đó không phải là nhà của bà. Cũng sớm cũng không là nhà của tôi. Đừng khóc nữa. Có tôi ở đây. Hình như có người ở bên tôi trong lúc mơ ác mộng. Ôn nhu đụng vào tôi, biến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Nếu là thật thì tốt rồi. Tôi chỉ cần thời gian hóa hình dài một chút, ít nhất trong một đoạn thời gian dài phải khống chế được linh lực trong cơ thể không bị tiêu tán.
Đây là thuốc kiềm chế mà tôi nghiên cứu. Có thể tạm thời giảm tốc độ linh lực tiêu tán trong cơ thể thiếu yêu đan của cậu. Nhưng thời hạn già là 24 giờ, sau 24 giờ linh lực của cậu sẽ tiêu tán sạch, biến về nguyên hình. Hơn nữa có khả năng một đoạn thời gian sau không thể khôi phục. Bởi vì vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, có khả năng sẽ có tác dụng phụ, cậu thận trọng một chút. Tác dụng phụ sao? Cũng không còn cách nào khác. Thanh toán thành công. Làm phiền cậu rồi. Mèo. Ngài yên tâm là tốt rồi. Nặc nặc, mày ở đây phải nghe lời nha. Mèo. Được rồi, được rồi. Tối tao sẽ đến đón mày sớm, phải ngoan đó. Mèo. Đi chậm thôi. Ha. Bộ dạng này của cậu thật sự đem mình thành mèo cưng rồi. Anh đừng có phí lời nữa, còn không mau đem ông đây thả ra. Ai vô, thái độ cũng thật kém. Xem ra thuốc cho tôi chế tạo vẫn rất thành công nha. Giờ nãy muốn hỏi, mắt của anh bị sao vậy? Đi hỏi ông anh Túc của cậu ấy. Cái đồ khốn đó hại tôi mất ngủ cả một đêm. Còn làm ra vẻ mình bị quất ức lắm, khiến người khác mềm lòng. Không thèm nói đến nữa. Chúng ta cần phải đi thôi, đừng để lãng mất thời gian. Thành phố X ở gần đây, ngồi cao tốc đến đó tốn mất 2 tiếng. Mấy năm không trở về, hình như một chút thay đổi cũng không có. Hy vọng đừng gặp phải người gây khó dễ. Đường X số 2333 chắc là ở phía trước. Lúc thăm ngẫu nhiên, những người hâm mộ may mắn sẽ được tặng vé vào cửa miễn phí. Những bạn không đến được có thể xem chương trình livestream trong ngày, thời gian, ngày, tháng, địa điểm, thành phố, đường số 2333. Buổi tối gặp ngoại tiếng. Buổi tối gặp ngoại tiếng chắc là đây. Xin chào, cho hỏi đây là hội trường buổi gặp mặt ngoại tiếng của các chú chủ quá. Đúng vậy, ngài là người hâm mộ đến tham gia buổi gặp mặt ngoại tiếng. Cần phải đăng ký tên, đăng ký xong ngài có thể vào trong rồi. Được. Vũ tử. Cậu sao giờ mới đến? Tôi đợi cậu lâu lắm đấy. Cậu cậu là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ở ngoài, trước đây có cùng nhau đánh phó bạn. Tôi là Mạch Cảnh, cậu không nhớ tôi sao? Mạch Cảnh. Khiên khiên, đừng nói nữa, tiến vào đánh kem, đánh không qua rồi tính tiếp. Mạch Cảnh ca ca. Khai bảng đi. Đúng đó là hắn. Theo quan điểm nhìn người của tôi tin nhất Hỏa Thanh Vũ tuyệt đối sẽ không ngang nhiên cố ý quét phiếu,
xin chính thức nghiêm túc điều tra cho rõ ràng. Cậu ấy là một chủ bá có sách lược, kỹ thuật đánh rất mạnh. Thật may khi gặp được phó bản đi cùng như có thể, tôi cảm thấy có lợi rất nhiều. Cũng xin người hâm mộ đừng ác ý, dẫn thêm tình tiết gây rối loạn. Rất cảm ơn mọi người, chủ bá này đã từng giúp mình nói những lời đó. Nhớ ra rồi sao? Lần trước chuyện thông báo của nền tảng là cậu đăng video, nó giúp tôi, vẫn chưa có cảm ơn. Không cần cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Với lại tôi tin tưởng cậu sẽ không làm chuyện đó, nhất định là nền tảng bị nhầm lẫn rồi. Cảm ơn cậu. Với lại tôi tin tưởng cậu sẽ không làm chuyện đó. Tôi đợi cậu nửa ngày rồi, chúng ta nhanh vào đi. Tôi vẫn chưa đăng ký xong. Không sao, không sao. Tôi nói là được rồi, không cần đăng ký, đợi đã. Cậu ấy là bạn của tôi. Tôi dẫn người vào trong, không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề. Đi đi, tôi đã nói là không có vấn đề mà. Đợi giờ trong rồi, tôi sẽ giới thiệu những chủ bá khác cho cậu làm quen. Bọn họ đều rất hiếu kỳ về cậu. Là nó thật là cản trở. Bỏ đi, không cần bận tâm. Mai mà tên đã viết xong rồi. Hiện tại là tên này sao? Còn chưa đến thời gian dự định mà đã có nhiều người đến như thế này rồi. Đó là đương nhiên, bọn họ đều là tham gia hoạt động của chủ bá, đều đến trước giờ hạn. Vũ tử, tôi nghe nói buổi gặp mặt ngoại thiến lần này đại cổ đông ở phía sau nền tảng cũng sẽ tham dự. Cậu biết là ai không? Tức là đương nhiên, bọn họ đều tham gia hoạt động của chủ bá đều đến trước hạn. Vô tử, tôi nghe nói buổi gặp mặt ngoại tiếng lần này đại cổ đông ở phía sau nền tảng cũng sẽ tham dự. Cho dù là ai, cậu cũng phải biểu hiện thật tốt. Tôi không biết. Thật sao?
cho dù là ai cũng phải biểu hiện cho thật tốt đó. Có nhiều giờ nữa mới bắt đầu. Chúng ta qua bên đó trước. Tôi giữ chỗ ngồi giúp cậu. Nó không chừng cũng có thể được đại cổ đông nhìn chúng. Có thể trực tiếp trở thành bá chủ ký hợp đồng độc quyền. Còn nhiều giờ nữa mới bắt đầu. Chúng ta qua bên đó trước, tôi giữ chỗ ngồi giúp cậu. Tôi giúp cậu lấy đồ uống. Đây là rượu sao? Hình như là rượu trái cây, độ cồn không lớn cho lắm. Cậu không thể uống rượu à? À, chỉ có một ly thì không sao. Ở đây có nhà vệ sinh không? Có, nhưng trong hậu trường không có. Đi ra khỏi cửa và đi theo hướng đó. Đã trái là trời tối rồi. Có cần tôi dẫn cậu đi không? Không cần, cũng không xa lắm. Vậy cậu đi nhanh chút. Một lát là bắt đầu rồi. Đừng đến muộn đó. Được. Mình mà đã nói chuyện cả nửa ngày trời rồi mà vẫn không thể biết được sau lưng tên tiểu tử đó có người chống lưng hay không. Cũng như các đại cổ đông cũng không có vẻ như đã giao thiệp gì đó. Tin tức của quản lý Dương liệu có sai sót gì không? Nếu như thật sự là có chuyện, vậy thì tên tiểu tử đó giả giờ cũng là quá tốt rồi. Mặc dù vẫn chưa thể biết được chỗ dựa của cậu ấy là ai, nhưng nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với cậu ta mới được. Alo, anh Mạch Cảnh, anh đến hậu trường chưa đó? Em, tại sao lại là cô hả? Đúng là âm hồn bất tán. Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa. Đáng ghét, tất cả đều là do cái người tên Thanh Vũ đó. Dù nó gặp nhiều người giả tạo, nhưng chưa bao giờ gặp phải người giả tạo đến thế, thật là buồn nôn. Kỹ năng cũng không giấu nổi sự dở tệ, đẳng cấp thì thấp, còn mặt mũi đi nói người khác. Người thì gà, mà nói nhiều người rác rưởi. Cái thức ăn chơi lêu lổng còn đi copy người khác, tránh xa Mạch Cảnh ra một chút được không hả? Chơi đã gà mà còn đi châm biếm người khác, đáng lẽ đã chết còn ráng chia thêm trang bị để cứu vớt mặt mũi, hại mình rất nhiều người mắng chửi như thế. Đến anh Mạch Cảnh cũng không quan tâm mình rồi, kết quả hắn ta lại có thể đạt giải nhất Tân Dương Lai Kim. Dựa vào cái gì? Người đạt giải nhất đáng lẽ phải là anh Mạch Cảnh. Cái giọng nói này đúng là nuốt không trôi được. Như thế này mà đi xuống thì không được, phải nghĩ cách đó. Quả nhiên hắn ta tới rồi. Chỉ cần mình gặp giúp anh Mạch Cảnh thoát khỏi cái vật cản bất tiện này, anh ấy chắc chắn sẽ cảm kích mình. Đúng rồi, kết quả bỏ phiếu bình chọn là tổng phiếu cả lượt bình chọn online và phiếu cả lượt bình chọn update cộng lại.
Nếu thời gian tới rồi mà người lại chưa tới, vậy có thể bị lỡ mất phiếu bầu offline. Gọi vài người đến đây giúp tôi xử lý một người, việc thành rắc rối chắc chắn sẽ không thiếu phần lợi cho anh. Để xem hắn ta làm sao có thể đạt được quán quân. Cậu vẫn chưa tới nữa sao? Kẹt xe rồi. Có thể tới bị trễ một chút. Cậu phải nhanh lên đó. Sắp sửa bắt đầu rồi đi. Này. Đúng là chả đáng tin gì cả. Làm phiền nhường đường một chút xíu. Hả? Xin lỗi, chị gái đã cho mình ghi sổ lúc nãy. Đợi đã, chị gái. Đây không phải là nhà vệ sinh nam sao? Đợi đã, chị gái. Nơi này không phải là nhà vệ sinh nam sao? À, này. Ở đây là nhà vệ sinh nam. Cậu có phải đã hiểu lầm cái gì đó đúng không? Không có đi nhầm đâu. Tôi là nam đấy. À, anh là con trai. Sao nào không tin ha? Tới đây thử không? Không, không cần đâu. Xin thứ lỗi. Xấu hổ quá đi. Nhanh chuồn đi thôi. Đợi đã. Xem ra chúng ta cũng có duyên như thế nên muốn nhắc nhở cậu một chút. Khắp người cậu đều có yêu khí vây quanh. E rằng đã bị thứ gì không sạch sẽ nhìn chúng rồi. Yêu khí. Anh ta đang nói cái gì thế? Cậu phải cẩn thận nha. Chuyện gì vậy? Người đã biến mất rồi. Không phải chứ. Thân hữu là nói gì? Đúng là nó. Không nghĩ là nó dễ dàng đến thế. Đừng chụp nữa, mau làm chính sự để chút nó bị lỡ bị người nhìn thấy. Biết rồi, biết rồi. Dễ dàng lơ là như vậy sao? Tính cảnh giác cũng kém quá rồi. Thế nào cậu ta thật sự chỉ là người bình thường. Cũng không biết cái người này đã làm gì mà khiến Đinh Tiểu Tỷ tức giận. Cậu lo được anh ấy à? Làm nhanh lên một chút. Xem ra không ra tay không được rồi.